Nam mô A Di Đà Phật, ngưỡng bái bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni tham gia. Kính thưa quý cư sĩ khách mời, kính thưa toàn thể đại chúng, chúng con vừa được nghe một đoạn khai thị của Bổn Sư Mâu Ni Phật trích qua kinh A Di Đà, còn gọi là Vô Vấn Tự Thuyết, có nghĩa là tự ngài vì chúng sinh mà thuyết bộ kinh A Di Đà. Thuyết giảng ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ đệ nhất, cũng không thể hỏi được ra điều này. Có nghĩa là biểu diễn như vậy để cho chúng con biết được đời này phải cầu sinh Tây Phương Cực Lạc là thù thắng nhất. Và ngài cũng nói rõ rằng không chỉ có ngài nói về công đức vô lượng của Đức Phật A Di Đà, nói về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà mười phương đời chư Phật có phương trên, phương dưới, phương đông, tây, nam, bắc, trên, dưới và chính giữa, tất cả mười phương ba đời chư Phật đều vì chúng sinh mà nói về Phật A Di Đà, nói về niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Ngày hôm nay chúng con có thân người gặp được Phật pháp, gặp trên chư tôn đức tăng ni hướng dẫn chỉ điểm, nói cho chúng con biết pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc, lại có thêm phương pháp hộ niệm để yểm trợ, giúp đỡ, nhắc nhở, sợ rằng trong lúc ra đi chúng con quên mất chánh niệm, quên mất chí nguyện vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Chính vì vậy hôm nay trong không khí vô cùng hoan hỷ và trang nghiêm, trong không khí thanh tịnh như thế này, con lại khải thỉnh trên sư phụ Thọ Khuê từ bi giảng nói, chia sẻ chúng con để chúng con biết được rõ, để chúng con trân quý pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc ngay trong đời này có thể thành Phật được. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính bạch chư tôn đức tăng ni chứng minh, kính thân chào tất cả quý vị đồng Di Đà Phật. Pháp của Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni, ngài dẫn dắt chúng sinh suốt 49 năm cũng chưa hết được. Ở hôm nay chia sẻ quý vị 10-15 phút chỉ là cái nêu, có nghĩa là như là ngón tay chỉ mặt trăng vậy. Khi nào quý vị thấy được mặt trăng thì thôi, thấy được mặt trăng rồi thì phải buông cánh tay ra. Thì tất cả pháp của Đức Phật cũng thế. Sở dĩ khi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thành đạo, ngài thấy được chân tâm bổn tính của mình và chúng sinh không có khác. Do vậy mà Đức Phật rất muốn tìm cách để giúp đỡ chúng sinh khai ngộ. Nhưng mà ban đầu ấy thì Đức Phật định nhập Niết Bàn luôn. Bởi vì nói ra cái chỗ chứng đắc của mình ấy, chúng sinh không tin được. Sau đấy thì chư thiên mới khải thỉnh Phật. Và chư thiên lấy một ví dụ là hồ sen ấy. Đức Thế Tôn nhìn hồ sen thì có những hoa sen đã vươn ra khỏi mặt nước, nở rộ. Có những hoa sen vẫn còn là búp. Có những hoa sen thì còn nằm ở trong nước. Và có những hoa sen đang còn nằm, có những búp sen còn nằm ở trong bùn. Thì chúng sinh cũng thế. Và bắt đầu từ đây Đức Thế Tôn Thích Ca Mâu Ni Phật mới khởi bước chân đi hóa độ chúng sinh. Và trước khi đi hóa độ chúng sinh mà thuyết pháp thực tiễn ấy, thì ngài ở trong định nói kinh Hoa Nghiêm, nói cho hàng Bồ Tát. Và đến sau cùng thì trải qua 49 năm nói pháp. Thì trong thời gian 49 năm này Đức Thế Tôn nói những pháp gì vậy? Ngài tùy theo căn cơ của chúng sinh mà khai diễn pháp màu. Căn cơ chúng sinh tiếp nhận được đến đâu, ngài nói pháp đến đấy. Vì thế mà chúng ta thấy, để pháp mà Đức Phật nói ra để cứu độ chúng sinh thì không thể nói hết. Vì thế mà Đức Phật cũng từng khẳng định rằng, những gì Như Lai nói chỉ như lá trong lòng bàn tay, còn những gì Như Lai chứng ngộ và hiểu biết thì như lá trong rừng. Thế nhưng sở dĩ vì sao Đức Phật không nói hết ra? Bởi vì có nói hết ra thì chúng sinh không thể tiếp nhận được.
Do vậy Ngài chỉ nói những gì mà chúng sinh cần, giống như là lá trong lòng bàn tay vậy. Nếu chúng sinh thật sự tin tưởng và thực hành thì chúng sinh cũng sẽ chứng ngộ được giống như Phật. Và khi chúng sinh chứng ngộ giống như Phật thì chúng sinh sẽ có thấy biết giống như Phật. Lúc ấy Phật không cần nói. Nhưng cái gì lúc đấy Phật biết thì tất cả chúng sinh đều biết. Đấy. Do vậy mà chúng ta biết trong 49 năm Đức Phật nói Pháp là tùy căn cơ. Và tất cả các Pháp Đức Phật giảng nói đều là có người hỏi. Có nghĩa là người hỏi như thế nào thì Phật theo căn cơ người đấy Đức Phật trả lời. Duy chỉ có duy nhất Kinh A-di-đà là bản kinh mà Đức Phật thấy căn cơ chúng sinh đã chín mùi. Đức Phật tự mình nói ra mà không có người hỏi. Cho đến như kinh Vô Lượng Thọ, quý vị biết, cũng do Ngài A-nan hỏi Phật mà Phật mới nói. Hôm đấy đích thực là Phật rất muốn nói kinh Vô Lượng Thọ, nhưng mà Phật chưa nói ngay, Phật biểu diễn tướng lành. Khi Phật biểu diễn tướng lành thì A-nan mới thấy như thế và bạch với Phật: hôm nay vì lý do gì mà Phật lại biểu diễn tướng lành? Thì lúc đấy Phật mới mở lời. Còn duy chỉ có kinh A-di-đà là Phật tự mình nói ra. Bởi vì sao? Thấy căn cơ chúng sinh đã chín mùi. Chúng ta biết pháp vận của Đức Thế Tôn là 12.000 năm. Thì 1.000 năm đầu là giới luật thành tựu, có nghĩa là các bậc thánh thời đấy chấp trì giới luật mà thành tựu được quả vị giải thoát sinh tử luân hồi. 1.000 năm tiếp theo là tu thiền định mà thành tựu. Còn đặc biệt pháp môn niệm Phật chúng ta là Phật dành cho thời mạt pháp là 10.000 năm. Cho nên trên kinh Đại Tập Phật nói thời mạt pháp ức ức người tu hành, hiếm có người liễu sinh thoát tử. Duy chỉ nương pháp niệm Phật mà ra khỏi luân hồi. Vì chi pháp niệm Phật của chúng ta sẽ áp dụng cho hàng căn cơ thời mạt pháp là 10.000 năm, cho nên số lượng chúng sinh được độ nhờ pháp môn niệm Phật là không thể tính đếm được. Bởi vì sao như thế? Bởi vì pháp môn này không phải là hạ căn mới tiếp nhận được, cũng không phải là hạng trung căn mới tiếp nhận được, cũng chẳng phải là riêng bậc thượng căn mới tiếp nhận được, mà pháp môn này chư tổ nói rõ là tam căn phổ bị lợi độn gồm thâu. Có nghĩa là phổ nhiếp tất cả ba căn. Bậc thượng đến như ai ạ? Văn thù phổ hiền quan âm thế chí, các ngài cũng tiếp nhận. Bậc trung cũng tiếp nhận pháp này, cũng nhờ pháp này mà liễu sinh thoát tử. Bậc hạ có nghĩa là hàng căn cơ phàm phu, tội chướng sâu dày, cũng nương nhờ vào đại nguyện lực của A-di-đà Phật mà được cứu độ. Chính vì thế mà Ấn Quang Tổ Sư ấy, Ngài mới nói cho chúng ta rằng là mười phương chư Phật nếu rời pháp niệm Phật này thì khó độ hết chúng sinh. Còn chín cõi giới còn lại là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, người, Atula, trời, Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, nếu rời pháp môn này trên thì khó thành Phật đạo. Cho nên đều nhờ vào pháp niệm Phật mà liễu sinh thoát tử. Vì thế mà chúng ta biết trên kinh A-di-đà đấy, trong đây nói là sáu phương chư Phật tán thán khen ngợi là đông tây nam bắc trên dưới. Đây chỉ là biểu trưng, còn thực ra là mười phương tất cả các đức Phật. Chúng ta thấy giống như là nói từ 1 đến 10 thì trong từ 1 đến 10 đã bao gồm từ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Thì nói sáu phương ở đây là bao gồm tất cả các đức Phật đều khen ngợi tán dương pháp môn này. Do đâu nói rõ rằng là Đức Thích Ca Mâu Ni Phật đã ở trong đời ác năm trược mà tu hành pháp này thành Phật, mà nói lại pháp môn này lại càng khó hơn. Thì Đức Phật Thích Ca Mâu Ni mới khẳng định lại một lần nữa
Đúng thật như thế, ta ở đời ác năm trược, tu hành thành Phật đã khó mà nói lên pháp môn khó tin này lại càng khó hơn. Đời ác năm trược, chúng ta vừa nghe lời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni giảng rõ đấy, là kiếp trược, là cõi nước, cõi này là có những cái tai nạn, thiên tai nhân họa, bệnh dịch, đấu tranh vân vân, tất cả mọi cái gọi là kiếp trược. Kiến trược là những cái thấy biết sai lầm của chúng sinh. Phiền não trược là do vô minh khởi lên tham sân si phiền não, làm che lấp tâm tính, nên gọi là phiền não trược. Chúng sinh trược có nghĩa là chúng sinh tạo ác nghiệp mà chính mình phải chịu lấy quả báo khổ đau. Và mệnh trược có nghĩa là thọ mạng vô thường ngắn ngủi. Thế làm sao chúng ta tận dụng trong cái thời gian mà thọ mạng vô thường ngắn ngủi này mà để ra khỏi luân hồi đây? Nhờ pháp niệm Phật, nương vào nguyện lực của Đức Phật A-di-đà, cộng với tâm lực của chúng ta mạnh mẽ, rằng ngay một đời này phải quyết chí niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực. Nếu không chúng ta lại tiếp tục rơi vào cái nạn là chúng sinh trược, là chính mình đã tạo ác nghiệp, lại tiếp tục phải chịu quả báo khổ đau trong tam đồ ác đạo, gọi là chúng sinh trược. Thì làm sao ra khỏi luân hồi? Chính mình phải chăm chỉ nỗ lực cải ác tu thiện, chân thật tin tưởng lời Phật. Chúng ta biết rằng là có một hạng người mà ngay chính các Đức Phật cũng không thể cứu độ. Đấy là hạng người nào ạ? Không tin Phật. Còn trên kinh Vô Lượng Thọ, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật nói 48 lời nguyện của Đức Phật A-di-đà. Trong ấy có một nguyện: dẫu cho chúng sinh tạo nghiệp ngũ nghịch thập ác, mà chí thành sám hối niệm Phật cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, A-di-đà Phật thề không bỏ sót, Ngài vẫn tiếp độ. Chỉ duy trừ một hạng duy nhất là nghe lời Phật rồi nhưng không chịu y giáo phụng hành thì hết cách, có nghĩa là không tin tưởng. Vì thế hôm nay chúng ta có được thân người, được nghe Phật Pháp, được gặp pháp môn tịnh độ niệm Phật, một đời vãng sinh Tây Phương Cực Lạc này, mong cho đại chúng trân quý lấy cơ hội này, hết lòng tin tưởng, y giáo phụng hành, nghĩa là chăm chỉ niệm Phật, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, buông xuống những tình chấp tham sân si mạn nghi trong tâm mình, để cùng nhau giúp đỡ lẫn nhau như lời Ấn Quang Tổ Sư dạy ấy, là thời mạt Pháp người niệm Phật còn khéo léo tổ chức hộ niệm cho nhau thì vạn người tu, vạn người vãng sinh. Vì thế mà chư tổ, chư Phật, chư tổ từ bi thương xót chúng ta vô cùng rồi. Chỉ còn một điều duy nhất là chính mỗi người chúng ta phải chân thật tin tưởng và chân thật làm theo thì mới đạt được lợi ích. Còn nếu chúng ta vẫn buông trôi, vẫn bỏ qua cái cơ hội này thì chắc chắn như Thầy Hạnh Phú vừa chia sẻ, vô lượng đời kiếp sau chúng ta mới gặp lại. Nói con số ước lượng là 1.343.840 tỷ năm, đây là con số ước lượng. Còn thực chất là vô lượng đời kiếp sau, giống như thân kiến ấy. Bảy đời Đức Phật ra đời mà nó vẫn là thân kiến. Cho nên nếu như chúng ta không trân quý cơ hội này, bỏ qua thân người này rồi, chúng ta có lại thân người đời sau để gặp lại pháp môn Phật không phải là dễ dàng. Thầy Hạnh Phú vừa nhắc đấy, lời tổ dạy đấy: thiên niên thiết thụ khai hoa dị, nhất thất nhân thân vạn kiếp nan. Ngàn năm cây sắt ra hoa còn dễ, đã mất thân người khó được lắm. Chúng ta phải biết được cái điều này, phải chân thật tin tưởng lời Phật tổ dạy
mà quyết chí đời này phải ra khỏi luân hồi. Không còn cơ hội thứ hai cho chúng ta. Nếu chúng ta bỏ lỡ rồi, chúng ta vẫn là tham sân si mạn, vẫn là nói như ân sư Thương Tinh Hạ Không ngài giảng ấy. Ngài nói chúng ta vẫn còn vướng vào 16 chữ này thì chúng ta đời đời trong sinh tử luân hồi. 16 chữ gì đây ạ? Tham sân si mạn, danh văn lợi dưỡng, ngũ dục lục trần và tự tư tự lợi. Có nghĩa là bây giờ chúng ta biết tất cả cái này đều xoay vào là niệm niệm vì chính mình. Thế hôm nay chúng ta biết rồi, từ nay trở đi niệm niệm là vì lợi ích chúng sinh, niệm niệm vì chính mình phải ra khỏi sinh tử luân hồi, niệm niệm vì tương lai cứu độ thân bằng tổ tiên chúng ta, cứu độ vạn loại chúng sinh, mà chúng ta nỗ lực niệm Phật như lời ân sư ngài căn dặn là chúng ta niệm Phật nhiều hơn một câu thì khổ nạn chúng sinh vơi đi một phần. Chúng ta lười niệm Phật một câu thì khổ nạn chúng sinh tăng lên một phần. Đây là nói chúng sinh nhưng chính là chỉ chính mình đấy ạ. Bởi vì tâm chúng ta để vào nơi thân mình thì chính cái khổ nạn của chúng ta càng ngày càng gia tăng. Vì thế mong đại chúng giác ngộ được chỗ này, hôm nay gặp được cái cơ duyên này là vô cùng hy hữu. Có thể nói là trong vô lượng đời kiếp qua chúng ta đã từng tu hành, như trên kinh Vô Lượng Thọ Phật dạy ấy, nếu xa xưa không tu phúc tuệ thì nơi đây chính pháp chẳng thể nghe. Đã từng cúng dường Đức Như Lai nên nay vui mừng mới tin được pháp này. Cho nên hôm nay mong đại chúng tin tưởng và nhất quyết đời này phải thương yêu lẫn nhau, đùm bọc lẫn nhau, sẻ chia lẫn nhau, bảo hộ lẫn nhau. Đặc biệt cố gắng nghiên cứu học tập pháp hộ niệm để cùng giúp đỡ lẫn nhau. Bởi vì chúng ta phàm phu tự mình không có khả năng, như lời Ấn Tổ dạy là khi lâm chung nghiệp chướng bức bách, vạn duyên ngăn trở, thì lúc đấy có bạn đạo đồng tu bên cạnh trợ duyên, nhắc nhở, khuyến tấn, động viên chúng ta niệm được câu A-di-đà Phật là vé vãng sinh thoát luân hồi của chúng ta có phần vậy. A-di-đà Phật ạ. Dạ, xin đại chúng cho một tràng pháo tay thật lớn, lớn hơn nữa ạ, để cảm niệm tri ân công đức của sư phụ Thọ Khuê đã từ bi hướng dẫn giảng nói, chỉ điểm để cho chúng con hiểu được rõ rằng đời này chúng con gặp được pháp môn niệm Phật cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc chính là tài sản quý giá nhất mà mười phương ba đời chư Phật để lại cho chúng con, để giúp đỡ chúng con đời này liễu sinh thoát tử, vượt qua thập pháp giới trở về nhất chân pháp giới trong một báo thân này. Nam mô A Di Đà Phật ạ. À.